From Miami Beach, Florida. Kính chào các bạn đang đến thăm kênh của Ngọc Ánh. Hôm nay mình sẽ cùng nhau bàn luận về chuyện đầu tư bất động sản. Làm sao để làm giàu cho nhanh? Có nhiều bạn điện thoại cho mình hoặc là email cho mình, Skype cho mình nói rằng chị ơi, em có số tiền đó, bây giờ chị kiếm cho em một cái đầu tư bất động sản nào để có nhiều lợi nhuận. Nhiều ở đây mấy chị nói là muốn lên được lời 50%, 40% trong thời gian ngắn. Thì câu trả lời của mình là muốn làm giàu thì phải đầu tư bất động sản dài lâu. Tại sao vậy bạn? Bạn có nghe người ta nói là có khi con người mua được cái nhà 200 ngàn rồi sửa lại chút rồi bán được 200 rưỡi, 200 50 ngàn, 260 ngàn lời, 5 60 5 5 60 ngàn, 7 70 ngàn. Cái đó là có. Nhưng mà không có đều. Tức là muốn đầu tư như vậy là bạn phải mỗi ngày đi lùng, đi săn, đi kiếm những cái nhà nào mà người ta bán rẻ. Không phải một mình bạn là đi kiếm, hàng ngàn người trong vùng bạn cũng đi kiếm, tại vì người Mỹ ai cũng đi muốn giống vậy hết. Thì trong cả ngàn người có khi là được một người hay là hai người kiếm được một hoặc là hai căn, chứ nó không có đều đặn. Thì cũng có thể là bạn mua một căn nhà, bạn sửa chữa lại và bán được 30-40 ngàn, nhưng mà trúng một căn mà bạn lỗ cả 100 ngàn là tiền nó bay hết. Tại sao vậy bạn? Tại khi mà bạn mua nhà để sửa nhà, bạn mua căn nhà bao giờ bạn thấy là nó sửa chừng đó, bạn đoán chừng đó bao nhiêu tiền sửa. Ví dụ như cái nhà trị giá 200 ngàn, bạn tính là tiền sửa là 30 ngàn, thì bạn phải mua tiền sửa cộng với tiền lời của bạn. Bạn muốn lời 30 ngàn là 60 ngàn, bạn phải mua được cái nhà là phải 240. Giờ bạn dòm như vậy rồi bạn thấy cái máy sửa sơ sơ thôi, bạn không biết hệ thống nước ở dưới đất làm sao. Bây giờ bạn mua về lên máy gỡ ra thì cái máy nó mục hết rồi, phía ngoài không thấy mục nhiều, tại họ bơm thuốc để trừ mối. Phía trên, phía bên trong là lục mục nhiều lắm. Bây giờ đó sửa cái máy đó, nguyên cái máy nhà là phải 15.000 đô rồi, là nó bay hết 15.000 đô rồi. Bây giờ bạn sửa bằng cái ống nước, bạn sửa một ống nước một khúc này, tại chỗ này nước bị nghẹt, nhưng mà luật nó mới ra nó nói là giờ không 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 có làm ống bằng đồng, nó phải làm ống PVC theo luật mới. Thế là bạn phải xây hết nguyên cái nhà, là nó bay hết cả tiền, bay hết cả tiền lời lẫn tiền vốn. Là vậy là cái mình phải bán lỗ cái nhà, tại cái nhà là vừa vốn của mình là cũng được, cũng quá quá cái tiền mà mình định rồi. Thành ra mua nhà để sửa nhà là dành cho những người rất là giỏi trong nghề xây dựng, rất biết luật lệ xây sửa. Tại vì ở Mỹ nó đổi luật hoài, đổi luật để sửa nhà, đổi luật sửa cửa. Bây giờ những cái cửa cũ, nhiều khi mình tưởng là mình thay sửa cũ là sửa cũ rẻ, nhưng không phải. Bây giờ thì nó bắt thay cửa kiểu mới, kiến mới. Thành ra mua nhà để mà sửa chữa bán ra liền là không có, là cũng là rất là nguy hiểm, chỉ trừ khi nào bạn trong nghề và biết sửa. Bạn có mà bây giờ bên Mỹ thì nó còn có là phải biết, phải có bằng xây dựng thì nó mới cho sửa. Có nhiều cái sửa nó không cho tự mình sửa, phải đi nộp đơn xin phép, xin permit. Bây giờ mình nói muốn giàu thì phải đầu tư lâu dài. Đầu tư lâu dài như vậy bạn, tại nhà cửa nếu mua đúng chỗ, mua đúng giá thì từ từ nó sẽ lên giá. Có khi kinh tế hơi khủng hoảng nó sụt xuống chút rồi nó cũng lên lại. Nhất là nhà
mà phòng trọ, nhà cho mướn, thì từ từ nó sẽ lên. Khi bạn mua một cái nhà phòng trọ để cho mướn, một dãy phòng trọ cho mướn, thì 5 năm đầu tiên bạn không có được tiền thô bao nhiêu. Tại sao vậy bạn? Tại vì rất khó mà mua những nhà phòng trọ mà rẻ. Nhà phòng trọ, đầu tư phòng trọ, nhà phòng trọ lên giá cao, người ta có rồi người ta không bán, người ta giữ để người ta từ từ trả hết tiền nhà băng, nhà lên giá gấp 2, gấp 3, có khi tới gấp 5. Người ta trả hết tiền nợ nhà băng rồi thì cái nhà đó, cái dãy đó đọc như là cái cây hái trái hoài mà chình, phải dung bón, phải săn sóc nó thôi. Thành ra những người mà chủ đó đó ít khi họ bán lắm bạn. Họ chỉ bán là khi nào, thứ nhất là họ làm ăn chỗ khác lỗ lã. Họ nhiều khi họ có dãy nhà cho mướn đó nhưng mà họ đi buôn bán xứ khác, rồi họ mở nhà hàng lỗ lã, bây giờ phải kiếm tiền để đắp qua bên nhà hàng, hoặc là vay nợ để mở nhà hàng, giờ nợ tùm lum hết thì không bán thì chủ nó sẽ qua nó xiết cái bên dãy trong phòng trọ, nên họ bán đi để lấy tiền từ phòng trọ để nâng đỡ cái nhà hàng của họ. Thì khi người ta có phòng trọ, nhiều khi người ta còn làm ăn chuyện khác đó, hay là người chủ qua đời, những đứa con không có muốn tiếp tục chăm sóc phòng trọ đó thì nó ở xa, hay nó làm những việc lớn với bác sĩ kỹ sư, nó không có không thì giờ nó rảnh để nó tới nó làm, tới tới mà chăm sóc sửa ống nước, sửa cầu tiêu, sửa nhà tắm, thì mà nếu muốn người khác làm thì không có lực lượng bao nhiêu, thì mấy con thôi bán đi cho xong, chia chia tiền ra đi nó đầu tư làm ăn chuyện khác thì nó bán, hoặc là ly dị thì nó bán, không thôi thường thường là không bán. Mà khi mà họ kêu bán á là biết bao nhiêu người giành giật, tại vì chỗ tốt, nếu mà bán đúng giá. Bán đúng giá có nghĩa là gì? Bán đúng giá có nghĩa là mình phải tính tiền mình đặt cọc, tiền mình đi mượn nhà băng, đó là tiền mỗi tháng mỗi trả ngân hàng, rồi tiền sửa chữa nhà, tiền bảo hiểm, bảo hiểm nhà bạn phải bảo hiểm khi cái lỡ khăn căn nó cháy nè, bạn phải bảo hiểm nếu mà người mướn nhà họ có bị tổn thương, như là cháy nhà họ bị tổn thương, hay là họ họ bị vấp té ở ngoài ngoài sân, mà nó cái giữ gìn cái sân là cái trách nhiệm của người chủ, thì là họ sẽ thưa mình thì là phải mua bảo hiểm, là hai bảo hiểm á, bảo hiểm liability với là bảo hiểm fire ha, bảo hiểm cháy, còn chỗ mình còn có bảo hiểm bão nữa, để có bão có gì thì cái gì bảo hiểm đền. Thì khi những cái chi tiêu đó nó cộng vô lại, rồi mình lấy tiền cho mướn nhà, mà thường thường mình không có lấy 100% tiền cho mướn nhà, mình lấy chừng 90%, mình trừ đi 10%, tại vì khi mà người dọn đi thì khoảng có một tháng nữa mình mới kiếm được người vô, thì trung bình là mình mất cũng một tháng, thì ra 12 tháng mình còn lại 11 tháng thôi, thì mình lấy ta hết tổng quát đó mình trừ đi 10%. Thì nếu mà cái tiền tiền mướn nhà trừ đi 10% trả được hết những chi phí, rồi còn lại tiền để mình bỏ túi, cái là reserve nữa, thì là cái là đúng giá. Ngoài tiền chi phí rồi còn phải phải có một cái tiền reserve, mà cái reserve của mình reserve sửa chữa là với 20%, cái tiền nhà đó mình phải reserve 20% để mình sửa chữa, để mình thay thay máy lạnh, thay thay cửa sổ, thay tủ lạnh, thay điện, thay bếp điện. Tại ở bên Mỹ khi mà cho mướn là phải phải trang trang trí cái đó cho người ta. Thì cái mấy năm đầu á là khi bạn đã hết chi phí rồi thì bạn cũng còn dư chút xíu thôi, không có nhiều, nhưng mà mỗi năm thì bạn tăng giá tiền nhà lên, thì cái tiền tăng đó là cái tiền lời của bạn. Rồi thường thường là mình mượn 15 năm, thì hết 15 năm là mình chủ chỗ mình, mà cái nhà mà phòng trọ đó là lên giá kinh khủng. Bạn biết mình mua một cái dãy phòng trọ 10 căn mà mình mua cách đây 20 năm, mình trả là 250.000 đô la. Bây giờ đó là người ta trả mình 2 triệu mà mình chưa bán. Một căn kia đó là mình mua 400 ngàn, là nó 20 căn. Thì mà 20 căn nó nhỏ hơn. Thì cách đây 2 năm mình bán đi đó, bán 2 triệu rưỡi. Bán rồi bây giờ tiếc, tại bây giờ là nó lên tới được 3 triệu rưỡi rồi. Nhưng mà mình bán đi, tại hồi đó là mình thấy kinh tế nó bắt đầu nó hơi lung lay thì mình cũng sợ,
nếu mà không có để tiền mặt, lỡ có lỡ lỡ mà kinh tế xuống này kia có tiền mặt thì đỡ hơn á, chứ làm có tiền mặt hay cái nào rẻ mình mua nữa, thành ra mình bán đi thì mình nhắm nắm tiền mặt. Và cái ví kia mình không bán tại mình có nhiều cái, thì là cho bạn biết như vậy á, không phải để khoe nhưng mà cho bạn biết như vậy á, là những cái phòng trọ, những cái dãy phòng trọ, những dãy người ta dãy phòng trọ nó tên gia lên giá còn cao hơn là những cơ sở thương mại nữa, cao hơn, tại vì lúc nào người ta cũng cần để ở, thành ra những người đầu tư họ kiếm mấy cái đó họ lùng dữ lắm. Người ít tiền thì mua 4 căn, còn người lớn từ nhiều tiền hơn thì mua 10 căn rồi lên tới 20 căn. Nên bạn biết tại sao mà thích họ vậy không? Tại vì thuế cũng rất rẻ cho khi buôn bán phòng trọ. Mình sẽ nói tiếp cho bạn nghe trong video sau, ví dụ tính thuế cho phòng trọ. Cảm ơn các bạn và mong lại gặp bạn kia lần sau. Và chúc các bạn luôn luôn vui vẻ, trẻ đẹp và thành công trong mọi mọi lĩnh vực. Bye bye.